chứ mọi năm á là người ta không uống hình, còn cái này là bên anh uống hình mà giống như gồng bay. Rồi thứ hai nữa là đào này là đào cánh nhỏ có thể sống được với miền Tây được mà. Cho quý khách chơi xong cái này, khách hàng mà chơi xong cái đợt Tết năm nay thì năm sau có thể nở thêm nữa được bình thường. Như Zalo của bên anh đó là số điện thoại là 0932 956368. Thì mọi cho nếu mà khách có nhu cầu thì cứ vô đó mà liên hệ thì bên anh sẽ cung cấp hình ảnh rồi đặc tính của cây, rồi chế các phương án về chăm sóc cây hoặc dưỡng cây, khi sau này bên anh có mở thêm cái dịch vụ là hỗ trợ cho khách về kỹ thuật trồng cây.